Đây các bác xem tốc độ 100 đây, 100 cây số đây. Và xe nó vẫn ngon này, con Matiz 204. Đấy. Con này máy đại chất luôn, từ lúc mua em chưa thấy con nào mà loại chất như này. Các bác xem này. 100. Và cần số là vẫn được ghim. Được chưa? Các bác nhìn chưa? Hơn 100 cây số rồi. Đấy. Các bác nhìn tốc độ rất nhanh luôn. Con Daewoo Matiz 204. Em bán mức giá 56 triệu đồng. Nếu các bác nào chốt thì gọi điện ngay cho em để đặt chiếc xe này. Chạy tốc độ như này mà xe không rung giọt gì. Em phải nói là từ lúc mua chưa con nào máy chất như thế này. Thật sự các bác như thế. Bây giờ em sẽ test thử cho các bác một phát nữa. Bây giờ hiện tại giờ là đang 70 cây số phải không ạ? Mà cần số lượng im xe này, em sẽ tăng lên một phát 100 cây. Đây tim đồng hồ đang chạy nhá, các bác nhìn nhá. Được chưa? Chưa mà máy im xe luôn nhá. Đấy. Còn cả vai ướt luôn kìa. Các bác nhìn kìa. Vai ướt đi sau luôn kìa. Đấy 100 chưa. Đấy các bác nhìn này. Chạy kia không? Kìa vai ướt đằng sau kìa. Vai ướt còn đang đuổi theo kìa. Đấy à đâu. Hyundai Elantra. Đấy Elantra đấy đang trước một chiếc cây vật, em không dám tăng tốc. Đấy. Hello. Em xin chào các bác. Mới nhất trong ngày hôm nay em lại lấy về một con xe Matiz, Daewoo Matiz, thương hiệu của Hàn Quốc, sản xuất 2004. Em bán mức giá là 56 triệu đồng. Sau đây em mời cả nhà cùng em xem chi tiết chiếc xe này. Gia đình nhỏ gọn, con này chở gia đình cũng rất là che mưa che nắng là rất tốt. Nó chỉ bằng giá con xe máy thôi, hơn xe máy Everest một tí. Đã có thể che nắng, che nắng che mưa rồi, điều hòa mát lạnh, máy êm. Điều hòa hai chiều luôn, nóng lạnh đầy đủ. Máy móc êm gầm chắc, mua này về sử dụng thì quá yên tâm rồi. Chạy từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc các bác đi thoải mái, vừa đi vừa nghỉ. Sau đây mời cả nhà cùng em xem ngoại thất của chiếc xe Daewoo Matiz sản xuất 2004. Em đang bán mức giá là 56 triệu đồng. Chỉ lọc lá như các bác nhé, em không bớt nhiều đâu. Nói thật các bác ấy, tại vì em bán xe thì không mặc cả nhiều. Đây, tổng thành chiếc xe các bác xem chú ý đó nhá. Lớp sơn màu trắng rất là đẹp. Trắng tinh. Nói chung con này sơn xi đẹp. Máy chất gầm chắc, điều hòa mát, đăng kiểm dài. Các bác mua về chỉ đổ nước lã, rửa đổ xăng và rửa qua lưa sạch sẽ là đi thôi, không phải làm gì cả. Nói chung là tùy từng người thích như sở thích như nào, trang trí chiếc xe mình cho nó hợp lý, vừa mắt mình là được. Nói chung là chiếc xe này với mức tiền là 56 triệu là các bác mua về đi có ô tô đi là lịch sự rồi. Nói chung em này các bác mua về thì cho lắng cho mưa nó cũng chỉ có 0.8 thôi, chưa đến 1 chấm các bác. Hôm này về thì chỉ tầm 5 lít thôi các bạn, 5 lít là cùng. Thêm 100 cây, 5 lít 100 cây. Đã có ô tô đi rồi, 56 triệu thôi. Rồi các bác cùng em xem nội thất cho chiếc xe. Em lấy như vậy chưa rửa giấy gì, hơi bẩn đó ạ. Hơi bẩn một chút. Nói chung là cái ghế này về mình thích bọc lại cho nó sáng sủa thì được bọc được mà các bạn. Bọc lại hết. Mất có hơn triệu, nội thất sáng tinh luôn. Táp ly, táp nghi cửa cũng rất đẹp. Chung con này lịch sự các bạn. Cũng nói chung là cũng rộng rãi, đủ cho 4-5 người ngồi. Đây các bác xem cái táp ly của chiếc xe cũng rất đẹp luôn. Mới, sạch sẽ. Chiếc xe rộng rãi luôn, gầm này đại chất luôn các bạn, gầm chắc, máy chất, quá chất luôn.
Em sẽ mở khoang máy động cơ lên cho các bác cùng xem. Chiếc em này em mua về sử dụng nhỏ nhắn xinh xắn. Tiếp thì mình mua mấy cái chụp bánh vào các bác. Mỗi chụp bánh tầm 200 nghìn thôi. Mua 4 cái chụp vào cái chụp bánh này. Chụp cái bánh vào cho nó che một cái sắt này nó rất đẹp. Đấy. Nói chung là form em này chưa bị đâm đụng gì. Cột kéo đầu lít nguyên zin luôn. Xe cứng, em đảm bảo con này máy chất gầm cực chắc luôn, đi đường bê tông nó vẫn im re. Chạy tốc độ 100 cây, 120 cây vẫn bình thường. Chỉ 5 lít là cùng cả điều hòa. Đáng một chiếc tại U-Matic rồi. Em sẽ cho các bác xem khoang máy động cơ. Đây là khoang máy của động cơ của chiếc xe. Nói chung là em này máy đại chất luôn các bạn. Đèn phát ăn ngay, được cái con này đèn pha là cực sáng các bạn, sáng như bóng điện típ, sáng như ban ngày luôn, quá sáng luôn. Em cho lổ máy các bác xem độ êm của em nó, máy rất êm. Đây, để cái ngay, em để nhé. Ui, cài xuống đùi à, ok, để phát ngay các bạn. Đúng một phát ngay, không cần phát thứ hai. Chung là em này máy móc êm du, máy đại chất luôn. Xong rồi, cho các bác xem thực tế luôn. Đây, máy em nói đây, máy đại chất luôn. Đi em này rất sướng, khỏe xe, form nó nhỏ gọn, nó bé nên cái máy này 0.8 này đi rất khỏe. Hơi kít ra một cái nó lướt rồi, rất nhanh luôn. Gia đình tầm chở được 4-5 người, 5-6 người vẫn đi được ngon lành luôn. Trời nắng trời mưa tội gì đi xe máy các bác nhận không? Xe bán được giá 5-6 triệu. Con này máy rất khỏe luôn, đèn ban đêm sáng như ban ngày luôn, bóng lại tiếp. Không phải quảng bá quá nhưng mà đúng là như thế. Con này máy chất gầm chắc. Đây những cái giằng giật còn nguyên này các bác ạ. Chưa đâm đụng gì nhé các bác nhé. Chưa đâm đụng gì, những cái bấm còn nguyên của nhà máy. Đấy. Cái đấy luôn. Máy đã chất luôn. Vậy ai có nhu cầu mua chiếc xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em. Để chốt em nó. Đấy các bác nhìn máy rất êm không? Nó rất êm luôn. Form nhỏ gọn. Đẹp. Các bác thấy hay hãy đăng ký kênh. Các bác thấy hay hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ. Và có thể xem những video cập nhật mới nhất mà chúng muốn em lấy về. Vâng, em xin chân thành cảm ơn các bác đã xem video. Và thân ái chào tạm biệt mọi người. Xin cảm ơn.